Theo kế hoạch, ngày 21 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 với rất nhiều nội dung quan trọng. Trước kỳ họp, hoạt động tiếp xúc, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tích cực triển khai. Nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm, tin tưởng cũng như kỳ vọng của cử tri. Sau đây là một số ý kiến của cử tri Lào Cai gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Cử tri rất có nguyện vọng đó là cái hỗ trợ về đầu tư hạ tầng cơ sở cho nhân dân chúng tôi được là phát triển về vấn đề ổn định, về vấn đề là dân cư, ổn định về vấn đề đời sống hơn một bước nữa, nhất là đặc biệt là vấn đề giao thông. Vâng, giao thông của miền núi chúng tôi là đi lại hết sức khó khăn. Vấn đề thứ hai nữa là cái thiên tai. Như năm 2024 này là đề nghị với Quốc hội quan tâm hơn nữa về vấn đề là xếp sắp lại dân cư ở những nơi có nguy cơ mà ảnh hưởng của thiên tai để đồng bào yên tâm ổn định đời sống. Chăn trở của chúng tôi cũng suốt ngày phải đấu tranh là làm thế nào để liên quan đến cái phòng cháy chữa cháy được áp dụng như bây giờ. Bây giờ cũng mong muốn là các nhà chức trách cũng như là ban ngành cũng cố gắng làm sao tạo điều kiện để cho các hộ kinh doanh như chúng tôi có thể khắc phục được ở trong cái phạm vi mà cho phép. Thứ nhất ấy, là tiếp tục có những cái chính sách tuyển dụng lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, kể cả các cái đơn vị trong nước cũng như là xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Cái thứ hai là tiếp tục có những cái chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương, trong đó đặc biệt là cái hệ thống giao thông nông thôn. Thế và cái thứ ba là có những cái chính sách để hỗ trợ trang thiết bị, sinh phẩm, thuốc men về y tế cũng như là đội ngũ y bác sĩ để có cái chế độ chăm sóc, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn. Chúng tôi mong muốn là khi luật việc làm được sửa đổi thì sẽ đồng bộ với những cái pháp luật hiện hành nói chung, với các cái luật của Bộ luật Lao động năm 2019 hoặc là luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và một số những cái luật khác, thì như vậy thì sẽ tạo điều kiện cho người lao động ở địa phương trong quá trình thực hiện luật việc làm ở địa phương trong cái điều kiện phù hợp thực tế, sẽ tạo cái điều kiện cơ sở pháp lý cho người lao động tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng của mình, và người lao động sẽ có cái thu nhập để đảm bảo cuộc sống. Các cái vấn đề liên quan đến công tác lập pháp thì tôi rất là kỳ vọng kỳ này thì sẽ tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc về thể chế để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong kỳ họp này cũng có một cái hoạt động liên quan đến chất vấn các bộ ngành, thì tôi cũng rất là mong muốn là các vị bộ trưởng cũng sẽ trả lời thẳng vào các cái vấn đề mà đại biểu quan tâm, và đặc biệt là đưa ra những cái giải pháp rõ ràng và trọng tâm trọng điểm để chúng ta giải quyết được căn cơ những cái vướng mắc mà thực tiễn đang đặt ra đối với các ngành lĩnh vực. Ông chính phủ nêu ra thì chủ yếu là dựa trên